Chào mừng các bạn đến với cái bài học của Trung tâm Đào tạo Thú y và Thủy sản trực tuyến chất lượng cao Vietvet. Hôm nay thì chúng ta sẽ cùng nhau đi về cái kỹ thuật nuôi heo rừng lai cho năng suất cao tại hộ gia đình của các bạn nhé. Thì ngày nay các bạn, cái nhu cầu mà tiêu thụ sản phẩm chăn nuôi của người dân chúng ta ngày càng cao, và đặc biệt là các cái loại thịt đặc sản quý hiếm. Và một trong những cái dạng mà hoang dã mà được người nuôi Việt Nam ưa chuộng đó là con heo rừng. Thì khi mà chúng ta thuần hóa heo rừng á, thì nó lai tạo với các cái dạng heo ở nhà các bạn, thì các cái trang trại Việt Nam đang ứng dụng rất là nhiều, và các cái cơ sở của nước ta cũng đang nghiên cứu và ứng dụng cái việc mà chăn nuôi heo rừng lai này, bởi vì nó cho cái năng suất rất là cao. Thì thông qua cái bài học này, tôi sẽ hướng dẫn cho các bạn về các cái giống, đặc điểm này, cái thức ăn này, cái cách thức chúng ta chăm sóc, như một số cái vấn đề trong công tác thú y nhé các bạn. Thì mời các bạn tôi bắt đầu bài học. Thì đầu tiên chúng ta đến cái giống và cái đặc điểm của giống các bạn. Thì trên hình các bạn thấy đây là cái con heo rừng lai chúng ta này các bạn. Thì cái tên gọi các bạn, heo rừng lai tức là cái con lai giữa con heo rừng đực với cái con heo nái, đó là heo địa phương thả rông của người dân tộc. Mà cái heo địa phương thả rông của người dân tộc thì thường nó gần giống như là con heo hoang dã vậy đó các bạn. Và nó sẽ tạo ra một cái con lai với cái ưu thế lai rất là cao ở cả bố và mẹ. Cái ưu thế lai này tức là nó có cái sức đề kháng mạnh nè, có khả năng chịu đựng cái cuộc sống kham khổ với cái môi trường sống tự nhiên cao, và nó ít dịch bệnh, cũng như là cái tỷ lệ hao hụt trong cái lúc mà chúng ta nuôi rất là thấp so với khi các bạn nuôi những cái con heo của giống tự nhiên ở Việt Nam chúng ta. Thì về cái vóc dáng các bạn, heo rừng lai nó cân đối, nhanh nhẹn, nó di chuyển rất là linh hoạt, và cái lưng nó thẳng, bụng nó thì thon, chân nó dài và nhỏ. Cái cổ thì dài, đầu nhỏ và cái mõm nó dài cũng như là nhọn như hình các bạn thấy đó. Cái tai nó thường nó vểnh lên các bạn. Đây, cái tai nó vểnh lên và rất là thính nhé các bạn. Và cái răng nanh, các bạn chú ý là cái này là ở con heo nái, con heo đực, các bạn sẽ thấy cái răng nanh của nó sẽ rất là phát triển. Và cái da lông màu nó có thể là màu hung đen hay là màu xám đen. Thì cái lông mà dọc theo sống lưng á, và cổ đây các bạn thấy đây. Thường là cái lông mà dọc sống lưng và cổ nó sẽ rất là dày. Và nó cái ánh mắt của nó đó các bạn thấy lúc nào nó cũng lấm lét, trông nó rất là hoang dã. Thì cái trọng lượng mà cái lúc trưởng thành đó các bạn chú ý là con đực nó thường lớn hơn con cái nhé các bạn. Cái con đực thì nó rơi vào khoảng 50 tới 70 kg, còn con cái là kiểu khoảng 30 tới 40 kg. Thì cái tập tính mà sinh hoạt của con heo này đó các bạn, đó là nó nhút nhát, cái thính giác và khứu giác rất là tốt, cho nên nó sinh hoạt bầy đàn và nó chọn lọc tự nhiên, thể hiện cái tính hoang dã. Nó thích sống theo bầy đàn nhỏ vài ba con. Thì heo đực thường thích sống một mình nhé các bạn, trừ khi là nó có con cái động dục thì nó sẽ sống cùng với con cái. Thì cái môi trường sống thích hợp ở cho con heo rừng này các bạn, đó là cái vườn cây nè, trảng cỏ gần ao hồ. Nó thích hoạt động vào ban đêm, và ban ngày thì nó thường nghỉ ngơi ở những nơi yên tĩnh và kín đáo để nó ngủ á các bạn. Và về cái giá trị cũng như là cái thị trường của con heo rừng lai là như thế nào, thì cái thịt của nó các bạn, tuy là nó có màu hơi nhạt, không có đỏ như là những cái con heo khác mà chúng ta nuôi, nhưng mà ngược lại nó lại nhiều nạc, ít mỡ và da nó mỏng, cũng như là cái thịt nó rất là thơm ngon và đặc trưng. Thì qua nghiên cứu người ta đã thấy cái hàm lượng cholesterol ở trong cái thịt của con heo rừng lai rất là thấp, và người tiêu dùng ta rất là ưa chuộng, cho nên cái giá bán của heo rừng lai này các bạn nó rất là cao. Thì hiện tại các bạn, cái ở tất cả các cái tỉnh trên khu vực của nước ta đều đã tổ chức thuần hóa con heo rừng này rồi. Người ta tổ chức lai tạo như là chăm sóc nuôi dưỡng heo rừng lai, cũng như là có liên kết tiêu thụ đầu ra cho sản phẩm. Thì cái này các bạn có thể liên hệ với Sở Nông nghiệp Phát triển Nông thôn tại cái địa phương các bạn, để các bạn xem là cái mô hình chăn nuôi heo rừng lai nào là thích hợp nhất, cũng như là cái nơi nào người ta bán heo rừng lai thích hợp để cho các bạn mua về tại khu vực các bạn, để các bạn dễ dàng các bạn chăm sóc cũng như là nuôi dưỡng nhé các bạn. Thì cái vấn đề tiếp theo nữa mà tôi muốn lưu ý đến các bạn á, đó là cái vấn đề về chọn giống cũng như là phối giống. Về cái chọn giống các bạn chọn những cái con mà đầu nó thanh, ngực sâu, mông nở, hoạt bát, lưng thẳng, bụng to vừa phải thôi nhé các bạn. Và cái hông nó rộng, lông nó mịn và bốn chân nó chắc khỏe, cũng như là cái bộ phận sinh dục nó phát triển và hoạt động tốt. Nếu có điều kiện các bạn nên chọn lọc qua cái đời trước, tức là qua giống bố mẹ hoặc là qua ông bà chẳng hạn, hoặc qua bản thân của con đó, tức là cái ngoại hình của nó, khả năng thích nghi, khả năng sản xuất nó như thế nào,
và chúng ta tiếp tục theo dõi qua cái đời sau của nó để chúng ta nhận định là đó là một cái dạng tốt hay là một cái con giống xấu, các bạn lưu ý nhé. Và về cái vấn đề mà ghép đôi giao phối các bạn, tốt nhất thì các bạn nên cho heo rừng lai cái nó phối giống với heo rừng đực, hoặc là cho heo rừng lai cái nó phối giống với heo rừng lai đực để chúng ta tạo ra cái con lai thương phẩm để mà các bạn nuôi thịt. Còn không thì các bạn có thể mua cái con thương phẩm ở các cái trại mà các bạn nuôi cũng được. Thì tôi nói đó, các bạn cứ liên hệ với trên Sở Nông nghiệp Phát triển Nông thôn, ta sẽ hướng dẫn tại cái khu vực các bạn chỗ nào người ta chăn nuôi cái dạng này tốt, và các bạn cứ mua ở cái dạng đó nhé các bạn. Và cái vấn đề tiếp theo nữa là cái phối giống cũng như là cái thời điểm phối thích hợp của bạn. Các bạn nên bỏ qua 1 đến 2 lần động dục đầu tiên, bởi vì cái cơ thể của con heo rừng lai nái cái lúc này nó chưa có hoàn thiện các bạn, và trứng nó rụng ít. Do đó các bạn phối giống và đậu thai nó thường là hiệu quả mang lại nó rất là thấp, cho nên các bạn bỏ qua 1 đến 2 lần đầu nhé các bạn. Và cái chu kỳ mà lên động dục của con heo á, là nó nằm vào khoảng 21 ngày. Cái thời gian động dục nó có thể kéo dài từ 3 cho đến 5 ngày. Và cái thời điểm mà phối thích hợp các bạn thường là vào cuối ngày thứ hai hoặc là đầu ngày thứ ba, cái này là tùy theo giống và tuổi nhé các bạn. Cho nên các bạn cần phải theo dõi cái biểu hiện lên giống của con nái khi mà âm hộ nó chuyển từ cái màu hồng tươi sang cái màu hồng tái, và nó có nếp nhăn cũng như là có cái dịch nhờn tiết ra nhiều á, và cái tai thường nó chỉ về phía trước và nó có phản xạ đứng im hay ta gọi là mê lì các bạn, thì đây là cái thời điểm phối giống thích hợp nhất, các bạn lưu ý nhé. Và khi mà cái con heo nái các bạn nó có cái dấu hiệu động dục á, thì ta cho heo đực vào vườn để cho hai con nó phối giống với nhau. Thì heo đực thường nó sẽ phối liên tục bất kể ngày đêm cho đến khi là cái con heo nái thường thì nó khó chịu, thì thường con heo đực nó mới thôi, và có thể cho phối kép hai lần vào lúc sáng sớm cũng như là chiều mát hoặc là ngược lại. Thì sau 21 ngày á, thì heo cái không động dục trở lại, các bạn có thể xem là con heo cái đã có bầu, hoặc là các bạn sẽ sử dụng cái biện pháp siêu âm chẳng hạn. Thì về cái vấn đề tiếp theo nữa mà tôi muốn hướng dẫn đến các bạn á, đó là cái vấn đề về cái chuồng. Thì cái chuồng nó đơn giản thôi các bạn. Tuy nhiên các bạn phải nắm được một số các đặc điểm như là tập tính của con heo rừng lai này để chúng ta bố trí cái chuồng trại. Các bạn nên chọn cái chỗ đất cao và thoát nước để chúng ta bố trí chuồng nuôi nhé các bạn. Cái chỗ nuôi cũng nên có cái nguồn nước sạch. Nó cung cấp đủ nước cho heo nè, mà quan trọng hơn là nó duy trì cái hệ thực vật phong phú tại nơi chúng ta nuôi á, để cho các bạn có thể lấy cái đó ta cho con vật chúng ta ăn chẳng hạn. Đó rất là tốt nhé các bạn. Thì chuồng nuôi hiện tại bây giờ các bạn nên nuôi cách xa khu dân cư ra các bạn, và cách xa đường xá ra, càng xa càng tốt. Bởi vì cái bản năng mà hoang dã của nó đó, nó sẽ cảnh giác và hoảng sợ bỏ chạy khi có tiếng động, cho nên là nó làm cho tốc độ tăng trưởng của nó cũng như là nó gây cái tình trạng stress cho con heo chúng ta, cho nên rất là dễ bị các cái dạng bệnh lý nhé các bạn. Thì chúng ta có thể nuôi heo rừng lai theo cái kiểu nhốt các bạn, hoặc là các bạn nuôi thả rông cũng được, trong những cái khu vực mà có cây xanh hay là có cái rào chắn xung quanh chẳng hạn. Cái điều quan trọng nhất là cái hệ thống rào chắn các bạn phải chắc chắn. Các bạn có thể dùng cái lưới B40 nè các bạn, đây các bạn có thể dùng cái lưới B40 như thế này đây, thì các bạn vây quanh cái tường các bạn, hoặc các bạn xây cái tường thẳng lên như thế này. Đây có hai mô hình nhé các bạn. Thì thường các bạn cái móng của các cái tường này phải là kiên cố nhé các bạn, bởi vì cái heo rừng lai nó hay đào hang, các bạn chú ý cái tập tính này nhé. Cho nếu là như mà chúng ta không có làm kiên cố thì nó có thể đào hang và nó gây sập đi những cái khu vực này của chúng ta đấy các bạn. Thì mỗi cái vườn nuôi các bạn thường là nó có cái diện tích từ khoảng 50 đến 100 mét vuông thôi. Cái này thì tùy theo cái khả năng diện tích đất của các bạn có. Thì trong đó cái chuồng nuôi rộng có khoảng từ 20 tới 30 mét vuông. Chúng ta có thể nuôi khoảng 4 đến 5 cái con heo nái trưởng thành. Thì chúng sẽ sinh sống và sinh sản trực tiếp ở trong khu vực này. Còn đối với heo đực giống các bạn thì các bạn có thể nuôi riêng. Thì mỗi con một giường, thì mỗi giường các bạn nuôi rộng có khoảng 40 cho đến 50 mét vuông. Thì trong đó cái chuồng nuôi rộng có khoảng từ 5 cho đến 10 mét vuông nhé các bạn. Thì các bạn chú ý là cái chuồng nuôi á, tốt nhất thì các bạn nên làm cái mái che, che mưa, che nắng để nó có thể lưu trú vào. Thì vậy là nó tốt hơn nhé các bạn. Và cái nền nó phải cao từ khoảng 2.5 mét. Và thường là nó có cái độ dốc từ 2 đến 3%, hoặc là mà các bạn dùng cái nền đất tự nhiên chúng ta cũng được nhé các bạn. Và với cái quy mô ban đầu á, đây là kinh nghiệm nhé các bạn. Các bạn có thể nuôi khoảng 10 con, tức là một đực 9 cái. Thì chúng ta cần có 3 cái vườn nuôi. Thì hai cái vườn nuôi các bạn nuôi heo cái sinh sản,
Mỗi giường nó rộng từ khoảng 50 cho đến 100 mét vuông, thì trong đó có hai chuồng nuôi và mỗi chuồng rộng cỡ khoảng 20 cho đến 30 mét vuông và một cái vườn nuôi heo đực. Heo đực chúng ta thì nó rộng cỡ khoảng 40 đến 50 mét vuông. Thì như tôi nói ở phần trên đó các bạn, trong đó có chuồng nuôi rộng khoảng 5 cho đến 10 mét vuông. Và lưu ý cái phần này, thì đây là cái kinh nghiệm để chúng ta mới đầu các bạn chưa có kinh nghiệm nuôi nhiều á, thì các bạn nên nuôi khoảng 10 con thôi, một đực và 9 cái như vậy nó tốt rồi. Và cái vấn đề tiếp theo cũng rất là quan trọng các bạn, đó là cái thức ăn cũng như là cái khẩu phần thức ăn. Thì thức ăn của nó bao gồm các dạng thức ăn xanh tươi, ví dụ như là cỏ nè, cây nè, các dạng thức ăn tinh, ví dụ như là ngũ cốc nè các bạn, củ quả nè, mầm cây, rễ cây hay là các cái loại khác, và muối khoáng, ví dụ như là tro bíp, đất sét hay là cái hỗn hợp đá lím chẳng hạn. Thực tế các bạn, thì heo rừng nó thường tìm đến cái nương rẫy mới đốt, nó kiếm tro và đất sét để ăn, cho nên chúng ta tận dụng cái này các bạn. Thì cái khẩu phần thức ăn cho heo rừng lai thông thường các bạn là cỡ khoảng 50% là rau, củ, quả các loại. Các bạn có thể sản xuất tại trang trại chúng ta cũng được, để cho tiết kiệm được cái chi phí. Và 50% còn lại các bạn đó là cám, gạo, ngũ cốc và các cái loại hèm bia, bã đậu vân vân. Thì mỗi ngày các bạn cho ăn hai lần, sáng và chiều. Thì một con heo lai trưởng thành nó sẽ tiêu thụ thường vào khoảng từ 2 đến 3 kg thức ăn các loại á các bạn. Và thức ăn mà cho heo rừng lai á, do con người chúng ta cung cấp mà nó có thể thiếu dinh dưỡng, nhất là cái chất đạm hoặc là khoáng hay là sinh tố các bạn. Cho nên là ngoài cái việc bổ sung cái thức ăn tinh mà giàu đạm, sinh tố, các bạn cần thiết phải bổ sung thêm với cái dạng đá lím nha các bạn. Thì hỗn hợp đá lím bổ sung khoáng có thể mua hay là tự trộn cũng được các bạn. Nếu các bạn tự trộn á, thì tôi cũng nói luôn là cái tỷ lệ đó cỡ khoảng muối ăn các bạn cho 100 g nè, sắt sulfat cỡ khoảng 100 g, đồng sulfat 50 g, cái vôi tôi 1.000 g và cái đất sét là vừa đủ các bạn, cỡ khoảng 3 kg. Thì các bạn cho heo nó liếm tự do cho đến hết khoảng từ 20 cho đến 25 g trên một con một ngày. Không các bạn mua các bạn, nó rất là dễ các bạn. Các bạn tìm các cái tiệm thú y nó thường bán rất là nhiều cái dạng đá liếm này. Thì cái thức ăn của heo rừng lai á bạn, các bạn chú ý là chủ yếu là thực vật nhé các bạn. Chúng ta không nên lạm dụng cái thức ăn mà giàu dinh dưỡng để nuôi heo rừng lai, vì nó sẽ làm cho cái phẩm chất thịt của con heo rừng lai chúng ta nó bị biến đổi, nó không có còn ngon nữa. Và nhiều lúc á, nếu các bạn lạm dụng như vậy, nó sẽ gây ra tình trạng tiêu chảy ở trên cái bầy heo rừng lai chúng ta. Thì heo nó ăn cái thức ăn xanh tươi mà ít uống nước á các bạn. Tuy nhiên nó cũng cần phải có đủ cái lượng nước sạch và mát để cho con heo chúng ta nó uống tự do. Thì nước nó có ý nghĩa về mặt dinh dưỡng và nó cũng có cái ý nghĩa rất là quan trọng đối với cái sự tồn tại và phát triển của heo, nhất là khi cái thời tiết, các bạn chú ý là lúc mà thời tiết nắng nóng các bạn. Thì hàng ngày thì dĩ nhiên các bạn phải vệ sinh chuồng trại cũng như là dọn bỏ thức ăn dư thừa để chúng ta phòng cái dạng nấm mốc chẳng hạn, và chúng ta rửa sạch máng ăn máng uống cho con heo các bạn. Thì để có thêm các cái kiến thức tốt nhất trong cái quá trình mà chúng ta chăn nuôi heo rừng lai như là quy trình phòng bệnh như chẩn đoán bệnh các loài vật khác, thì các bạn có thể đăng ký các khóa học của Trung tâm Đào tạo Thú y và Thủy sản trực tuyến chất lượng cao Vietvet. Thì một thầy kèm một cô sẽ giúp cho các bạn có được các cái kiến thức tốt nhất để các bạn có quá trình các bạn chăn nuôi cũng như là cái quá trình của các bạn chẩn đoán và điều trị bệnh. Thì các bạn nào có mong muốn học tập cũng như là muốn tìm hiểu thêm về thông tin khoa học thì các bạn hãy liên hệ với bác sĩ Dương theo số điện thoại 0903 153 057. Các bạn hãy liên hệ qua Zalo hoặc là gọi nhé các bạn. Tiếp theo chúng ta sẽ đi đến cái phần về chăm sóc nuôi dưỡng các bạn. Heo rừng lai nó thích hợp với cái phương pháp mà chúng ta nuôi chăn thả trong vườn cây có rào hay là các bạn chăn thả tự nhiên mà ít có sự tác động con người. Thì heo rừng lai rất là dễ nuôi các bạn, và như tôi nói nó có hiệu quả kinh tế rất là cao. Thì cái khẩu phần thức ăn này như vừa rồi chúng ta đã phân tích đó các bạn. Đối với cái con heo đực giống đó các bạn, thì các bạn có thể quản lý và chăm sóc tốt. Một heo đực có thể phối cho 5 đến 10 con heo nái. Và heo đực giống các bạn phải nuôi riêng và có chế độ bồi dưỡng, nhất là thức ăn tinh mà giàu đạm đó các bạn. Thì cái ngày phối giống á, các bạn chú ý chúng ta phải bổ sung thêm cái thức ăn tinh và bổ sung khoảng từ 1 tới 2 cái quả trứng, muối khoáng cũng như là sinh tố để cho cái con heo đực giống chúng ta ăn. Và đối với cái con heo nái giống đó các bạn, thì heo rừng lai nó thường đẻ rất là nhiều và nhiều con, mỗi năm nó có thể đẻ hai lứa và mỗi lứa khoảng từ 6 tới 7 con ấy mà. Cá biệt có lứa nó lên tới 9 tới 10 con, và nếu các bạn nuôi khéo á thì nó có thể nhiều hơn. Hoặc là các bạn chú ý là cái con heo mà nái
của cái dạng rừng lai này các bạn, nó nuôi con rất là giỏi. Các bạn lưu ý nhé, trong tự nhiên thì khi đẻ thì heo mẹ nó thường chăm sóc và nuôi dưỡng cái heo con, và nó tự tách bầy khi mà con nó lớn. Thì heo rừng lai nó sinh sản tự nhiên quanh năm các bạn. Cái vấn đề cơ bản là các bạn phải theo dõi được cái biểu hiện lên giống, và chúng ta xác định cái thời điểm phối giống thích hợp. Và cái thời gian mang thai của nó các bạn thì thường là khoảng 3 tháng, 3 tuần, 3 ngày thì nó đẻ thôi, là khoảng 114 đến 115 ngày á các bạn. Còn đối với heo nái mang thai á, các bạn chú ý là 2 cái tháng đầu mang thai chúng ta nên cho ăn cái khẩu phần thức ăn bình thường. Ví dụ như là rau, củ quả, hạt ngũ cốc các loại đúng không? Các bạn có thể bổ sung thêm thức ăn tinh hỗn hợp và 15 gram muối, 20 gram khoáng mỗi ngày. Thì sau 2 tháng đến khi mà đẻ các bạn cần phải bổ sung thêm cái dạng thức ăn tinh mà giàu dinh dưỡng, nhất là đạm nè, khoáng nè, sinh tố nè. Và ngày heo đẻ đó các bạn có thể cho heo ăn cháo loãng, ít muối hay là ít rau xanh để chúng ta phòng cái tình trạng sốt sữa trên con heo chúng ta. Và heo mang thai các bạn nên nuôi riêng để tiện chăm sóc và nuôi dưỡng nhé các bạn. Còn đối với heo nái nuôi con các bạn, thì cái khẩu phần mà thức ăn á, các bạn phải đảm bảo được số lượng, chất lượng như là cái chủng loại. Thì khi mà heo con được khoảng từ 1,5 cho đến 2 tháng tuổi á, thì nó đã ăn được cái dạng thức ăn do chúng ta cung cấp rồi, thì con mẹ, các bạn chú ý là cho mẹ ăn cái khẩu phần ăn bình thường lại cũng được. Chúng ta không nên phối giống cho heo nái động dục trong cái thời kỳ nuôi con nhé các bạn, bởi vì nó rất là khó thụ thai. Và khi thụ thai thì cái số lượng thai nó rất là ít, cũng như là cái chất lượng heo con sinh ra nó sẽ không có đạt yêu cầu của chúng ta, nên các bạn lưu ý nhé. Còn đối với heo con á các bạn, thì heo sơ sinh thường nó có màu lông đen hoặc là màu vàng sọc nâu như này các bạn. Thì nó thường nó sẽ màu này nó sẽ chạy dọc thân của nó, và các bạn không có cần đỡ đẻ các bạn. Các bạn chỉ cắt rúng, cắt chỉ khoảng 30 phút đến 1 tiếng đồng hồ thì heo con là có thể đứng dậy bú mẹ rồi. Thì 15 đến 20 ngày thì nó sẽ chạy ở khắp nơi. Thì heo con được khoảng từ 1,5 đến 2 tháng tuổi, bạn nó đã cứng cáp rồi và nó ăn được cái thức ăn do chúng ta cung cấp rồi, cho nên là nó sẽ cai sữa và tách bầy để chúng ta làm giống nhé các bạn. Thì heo sơ sinh đó, nó có thể đạt được cái khoảng từ 300 gram đến nửa ký trên một con, và 1 tháng tuổi thì nó cỡ khoảng từ 3 đến 5 ký các bạn, còn 2 tháng nó sẽ nằm vào khoảng từ 8 đến 10 ký, 6 tháng thì nó sẽ lên cỡ khoảng 20 đến 25 ký, và 12 tháng nó có thể đạt được 60 đến 70% cái trọng lượng con trưởng thành nhé các bạn. Thì với cái cách nuôi và chế biến dinh dưỡng thông thường á, thì sau 6 tháng nuôi heo con nó có thể đạt từ khoảng 25 kg và chúng ta có thể xuất bán thịt được rồi nhé các bạn. Thì hàng ngày các bạn nên cho heo con nó vận động, cũng như là tiếp xúc gần gũi hơn với con người để cho nó có cái hoạt tính tự nhiên hơn, cũng như là tránh stress trong lúc mà nó hoảng sợ khi gặp chúng ta các bạn. Các bạn lưu ý cái vấn đề này nhé. Thì về cái vấn đề công tác thú y các bạn, đây tôi nói sơ qua thôi nhé các bạn, bởi vì tôi sẽ có một bài phân tích chi tiết sau cho các bạn về các cái dạng thuốc cũng như là các cái bài học trước tôi đã phân tích rồi, các bạn xem lại bài đó cũng được nhé các bạn. Thì heo rừng lai nó là cái vật nuôi mới nên được lai tạo, sức đề kháng thường cao, ít bệnh. Tuy nhiên các bạn cũng cần phải có các cái dạng phòng chống, cũng như là các bạn cho ăn thức ăn sạch sẽ, là thức ăn đảm bảo vệ sinh và giá trị dinh dưỡng, chuồng trại sạch sẽ, và các bạn áp dụng biện pháp sinh học, ví dụ như là vệ sinh sát trùng chuồng trại, cách ly khu chăn nuôi chúng ta, và định kỳ tiêm phòng các dạng bệnh lý truyền nhiễm, ví dụ như là dịch tả, lở mồm long móng, E. coli v.v. hoặc là giả dại, thì theo từng cái đặc điểm dịch tễ hoặc là cái vùng cũng như là cái quy định của cơ quan thú y các bạn. Cái này thì các bạn tham khảo ở trên chi cục thú y nhé các bạn, hoặc là trạm thú y của chúng ta, thì người ta sẽ hướng dẫn cho các bạn ở khu vực các bạn đang tồn tại những cái dạng bệnh lý nào và phải tiêm những cái dạng bệnh truyền nhiễm nào, và lưu ý nhé. Thì đây là cái phần bài học hôm nay mà tôi muốn giới thiệu đến các bạn. Các bạn đừng quên đăng ký kênh Dương Vlog, và đừng quên chia sẻ bài học này đối với mọi người, và hãy bình luận bên dưới để giúp cho Dương Vlog ngày càng hoàn thiện hơn. Hiện tại thì Trung tâm Đào tạo Thú y và Thủy sản trực tuyến chất lượng cao Vietvet đang có các khóa đào tạo về siêu âm, X-quang, xương khớp, thuốc và phối hợp thuốc, chuyên khoa mắt, chuyên khoa da liễu, xét nghiệm, chẩn đoán và điều trị các dạng bệnh lý trên chó, mèo, heo, gà, vịt, trâu, bò, dê, cừu v.v. Các vấn đề về nuôi trồng thủy sản, quy trình chăn nuôi, phòng trị bệnh trên cá, tôm, lươn, cua v.v. Các bạn nào có mong muốn học tập cũng như là muốn tìm hiểu thêm về thông tin khoa học thì các bạn hãy liên hệ với bác sĩ Dương theo số điện thoại 0903 153 057. Các bạn hãy liên hệ qua Zalo hoặc là gọi nhé các bạn. Cảm ơn các bạn đã theo dõi bài học này, và hẹn gặp lại các bạn ở các bài học lần sau. Xin chào.